Chào mừng các em đến với kênh Hà Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 4 sách cánh diều. Trong sau bài giảng, Hà Liêm đi cam khá giới hiệu, các em sẽ bấm khúc và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sang bài 96 ôn tập chung, trang 99-102. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Chọn đáp án đúng. Câu A số 7.230.805 viết là 7.203.805 thì mình thấy là đáp án A, đúng không? 7.230.800 đứng A, 5 là đáp án A. Như vậy câu A các em sẽ chọn đáp án A nhé. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Giá trị của chữ số 3 trong số này là bao nhiêu? Mình thấy là chữ số 3 đứng hàng nghìn, nên giá trị sẽ là 9.000. 9.000 chính là đáp án B. Như vậy câu B các em sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu C. Phân số chỉ phần tô màu so với toàn bộ trang băng giấy sao là bao nhiêu? Như vậy là phân số chỉ phần tô màu so với toàn bộ băng giấy. Mình thấy băng giấy được chia làm bao nhiêu phần bằng nhau? Mỗi cái ô vuông nhỏ này là một phần. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là chia làm 5 phần, trong đó 3 phần được tô màu. Như vậy phân số sẽ chỉ phần tô màu chính là 3 phần 5. 3 phần 5 chính là đáp án B. Như vậy câu C các em chọn đáp án B. Đúng này. Tiếp theo là câu D. Phân số 5 phần 8 bằng phân số nào trong các phân số sau đây? Giờ như vậy mình thấy là 5 phần 8, đây là 15 phần 32. Như vậy nếu mà các em nhân tử và mẫu cho 3 sẽ được là 15 phần 24, như là không bằng nha. Chỗ này muốn biến thành 40, mình sẽ nhân tử và mẫu cho 5 thì mình sẽ được là 25 phần 40, như là không bằng nha. Như vậy nhân tử và mẫu cho 5, 5 nhân 5 là 25, 8 nhân 5 là 40. Như vậy là 5 phần 8 sẽ bằng 25 phần 40. Như vậy câu D các em sẽ chọn đáp án C. Đúng không? Tiếp theo là câu E. Giúp gọn phân số 45 phần 105 về phân số tối giản ta được bao nhiêu nhé? Giờ như vậy là hệ số tính nháp chưa này. Như vậy 45 phần 105 mình sẽ giúp gọn chia tử và mẫu 115. Giờ 45 phần 105 giúp gọn chia tử và mẫu 115. Mình thấy là 45 chia 15 được 3. 105 chia 15 sẽ được 7. Đúng này. Như vậy kết quả là 3 phần 7 nhé. Như là 3 phần 7 chính là đáp án D. Như vậy câu E các em sẽ chọn đáp án D. Tiếp theo là câu G, so sánh nào sau đây là đúng? 5 phần 4 nhỏ hơn 5 phần 8, đây là hai phân số có cụm tử số khi mẫu bé phân số sẽ lớn hơn. 5 phần 4 lớn hơn 5 phần 8, người ta để dấu nhỏ hơn là sai. 15 phần 24 và 9 phần 3, 9 phần 8. Như vậy 9 phần 8 này các em sẽ nhân tử và mẫu cho 3 thì được là 27 phần 24. Như là 27 phần 24 sẽ lớn hơn 15 phần 24 là đúng rồi. Như vậy là câu G này mình sẽ chọn đáp án B. Điều này. Giờ các em ghi tới đây xong mình sẽ làm tiếp nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu H. Số kết hợp điền vào ô trống để 205 đề cm vuông và 8 cm vuông sẽ bằng bao nhiêu cm vuông? Giờ hãy sẽ tính nhé chỗ này. Như vậy là mình sẽ đổi cái này về cm vuông, đúng không? 205 đề cm vuông và 8 cm vuông. Các em sẽ đổi về cm vuông. Đề cm vuông đổi qua cm vuông thì mình sẽ nhân cho 100. Như vậy số này nhân 100 sẽ là 205 thêm 2 số 0 cộng cho 8 cm vuông, đúng không? Như vậy sẽ là 20.508 cm vuông, đúng không? Như vậy các em sẽ chọn là 20.508 nha. 20.508 chính là đáp án P. Như vậy là câu H các em sẽ chọn đáp án P, đúng không?
Tiếp theo là câu Y. Một dẻo kem có 24 quả kem, hỏi 2 phần 3 số kem trong mẫu là bao nhiêu quả? Như vậy mình sẽ lấy 24 này nhân cho 2 phần 3 là ra kết quả thôi. Đúng không? Thầy sẽ tính nhé phía này. 24 nhân cho 2 phần 3 sẽ bằng. Như vậy mình sẽ lấy 24 chia 3 sẽ được 8. 8 nhân 2 là 16, kết quả là 16. Đúng không? Như kết quả 16 quả kem chính là đáp án A. Như vậy câu Y các em sẽ chọn đáp án A đúng không? Tiếp theo là câu K. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình bình hành? Mình quan sát bốn hình thì mình thấy là hình A chính là hình bình hành. Các em nhớ là hình bình hành là cái hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Đúng không? Như mình sẽ chọn hình A. Tiếp theo là câu L. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình khối? Thì mình thấy là trong bốn hình thì chỉ có hình D là hình khối. Các em nhớ là hình khối là hình có bốn cạnh bằng nhau và các cạnh đối diện song song với nhau. Đúng không? Tiếp theo mình sẽ đến câu M. Quan sát hình vẽ mô tả anh chụp một sân vận động từ trên cao của một vệ tinh. Như vậy mình quan sát cái phần khung màu đỏ này nha. Như vậy diện tích phần sân chơi, phần màu xám nhạt khoảng bao nhiêu mét vuông nha. Như vậy là mỗi cái ô vuông nhỏ này sẽ có diện tích sẽ là 100 mét vuông. Mình sẽ đếm xem có bao nhiêu, tất cả bao nhiêu ô vuông nhỏ nha. Mình sẽ đếm hàng ngang trước. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ngang là 8 xuống. 2, 4, 6, 8. Giờ mình sẽ đến 18 nhân cho 8 bằng bao nhiêu nhé. 18 nhân cho 8 sẽ bằng. Tính nhẩm 8 nhân 8 là 64, viết 4 như 6. 8 nhân 1 là 8, thêm 6 là 14. Kết quả là 144. 144 ô, trong đó mỗi ô sẽ là 100 mét vuông. Như mình sẽ lấy 144 nhân cho 100. Một số nhân 100 mình sẽ viết là số đó ngoài phim hai số 4 không bên phải. Có nghĩa là 14.400 mét vuông. Như vậy mình sẽ chọn đáp án nào? 14.400 thì mình thấy sẽ là từ 10.000 tới 15.000. Cái số này sẽ nằm trong khoảng này đúng không? Như vậy là câu M các em sẽ chọn đáp án C đúng không? Như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 kem hiệu bài. Các em sẽ bấm khích video hãy đi kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2, mình thực hiện phép tính nha. Mình sẽ làm câu E chứ. 5 phần 9 cộng cho 4 phần 3. Đây là phép cộng hai con số kháng mẫu số, mình quy đồng mẫu số 5 phần 9 viết lại. Giờ 4 phần 3, các em sẽ nhân tử và mẫu cho 3. 4 x 3 là 12, 3 x 3 là 9. Đây là phép cộng hai con số cùng mẫu số, các em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 5 cộng 12 là 17, 17 phần 9. Tiếp theo là câu B. 5 phần 6 trừ 2 phần 3. Đây là phép trừ hai con số kháng mẫu số, mình quy đồng mẫu số chung là 6. Như 5 phần 6 dấu trừ viết lại. Giờ 2 phần 3 các em sẽ nhân tử vào mẫu cho 2. 2 x 2 là 4, 3 x 2 là 6. Tới đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số, các em lấy tử trừ tử dấu nguyên mẫu. 5 trừ 4 được 1, 1 bằng 6. Tiếp theo là câu C. 15 phần 8 nhân cho 4 phần 5. Giờ đây là phép nhân hai con số, các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 15 nhân 4
4 nhân 5 là 20, biết 0 nhớ 2. 4 nhân 1 là 4, thêm 2 là 6. 8 nhân cho 5 là 40. Chỗ này các em sẽ rút gọn bằng cách chia tử bằng 1 cho 20 luôn. 60 chia 20 được 3, 40 chia 20 được 2, kết quả là bằng 2. Câu D. 6 phần 7 chia 8 phần 14. Giờ 6 phần 7 viết lại. Phép chia biến đổi thành phép nhân. Giờ 8 phần 14 đảo ngược là 14 phần 8. Giờ nhân hai con số, các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 6 nhân 14 mình sẽ tính giảm. 6 nhân 4 là 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân 1 là 6, thêm 2 là 8. 7 nhân 8 là 56. Chỗ này các em sẽ rút gọn bằng cách chia tử vào mẫu cho 28 luôn nhé. 84 chia 28 sẽ được 3. 56 chia 28 được 2, kết quả là 3/2. Như là mình xong câu số 2. Câu số 2 các em hiểu bài. Các em sẽ bấm click video để biết các em hiểu bài. Các em có thể giúp gọn chỗ này nè. 14 với 7 các em sẽ giúp gọn chia tử vào mẫu cho 7. 6 với 8 các em chia tử vào mẫu cho 2. Như 7 nhân 2 là 14, có nghĩa các em sẽ giúp gọn chia tử vào mẫu cho 14. Giờ chia 2 nữa là 28, giúp gọn chia tử vào mẫu cho 28 luôn, đúng không? Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Một khổ ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 75 m, chiều rộng là 25 m, tính diện tích của khổ ruộng. Như là đề bài nói là một khổ ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi, nửa chu vi chính là tổng của chiều dài, chiều rộng là 75. Trong đó người ta cho chiều rộng thì mình sẽ đi tính được chiều dài, đúng không? Như vậy chữ hết các em sẽ đi tính chiều dài của khổ ruộng nhé. Câu E. Chiều dài của khổ ruộng là. Như vậy là chiều dài của khổ ruộng thì các em sẽ lấy 75 trừ đi 25 thì bằng 50 mét, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ đi tính diện tích của khổ ruộng là. Diện tích thì các em lấy chiều dài nhân chiều rộng 50 nhân 25. Giờ các em lấy 5 nhân cho 25 nha. Số 0 viết lại thôi. Số 0 viết lại, sau đó mình lấy 5 nhân 25. 5 nhân 5 là 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 2 là 10, thêm 2 nhớ là 12. Kết quả là 1.250 mét vuông. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Câu B người ta nói là người ta trồng ngô trên khổ ruộng đó. Tính ra là trung bình 1 mét vuông sẽ khô được là 1 phần 2 kg ngô. Hỏi cả khổ ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg ngô. Như vậy là 1 mét vuông thì khô được nửa ký ngô. Như vậy các em sẽ lấy 1 phần 2 này mình sẽ nhân cho 1.250 mét vuông là ra kết quả thôi. Như vậy các em trả lời là cả khổ ruộng thu hoạch được 6 kg ngô là đúng này. Bạn là các em trả lời là 6 kg ngô cả khổ ruộng thu hoạch được là đúng này. Có hai cách trả lời nha. Như là cả khổ ruộng thu được 6 kg ngô là như là cả khổ ruộng khô được 6 kg ngô là mình sẽ lấy 1 phần 2 nhân cho 1.250. Như vậy sẽ bằng 1.250 chia cho 2, đúng không? Mình sẽ chia nhẩm. 12 chia 2 được 6, 5 chia 2 được 2,
2 nhân 2 là 4, 5 chia 4 được 1, hệ số 0 là 10, 10 chia 2 được 5, kết quả là 625 kg. Đúng này. Như đáp số sẽ là câu A sẽ là 1250 mét vuông. Và câu B sẽ là 625 kg. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 các em hiểu bài, cái xong hết với video hãy với các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Câu số 5 là bác bảo vệ đã đi kiểm tra 5 vòng xung quanh một khu cắm trại như hình dưới đây. Theo em thì bác đã đi tất cả bao nhiêu mét nhé? Như là mình thấy là chiều dài của khu cắm trại là 17 mét, chiều rộng là 6 mét. Như vậy đi được một vòng có nghĩa là tương ứng với chu vi của cái hình chữ nhật này. Đúng không? Như trước hết mình sẽ đi tính chu vi khu cắm trại. Đúng không? Như trước hết các em sẽ đi tính chu vi khu cắm trại lại. Mình sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2, 17 cộng 6 nhân cho 2. Mình sẽ tính nhẩm luôn, 17 cộng 6 là 23, 23 nhân 2 là 46, 46 nhân. Giờ bác đề bài nói là bác bảo vệ đã đi kiểm tra 5 vòng thì kem lấy số này nhân 5 là cho kết quả thôi. Đúng không? Như vậy các em trả lời là bác đã đi tất cả số mét này. Như vậy ta có đi. Mình sẽ lấy 46 này nhân cho 5. Giờ 46 nhân 5 mình sẽ tính nhẩm. 5 nhân 6 là 30, biết không nhớ 3. 5 nhân 4 là 20, thêm 3 là 23. Kết quả là 230. Đúng rồi. Vậy mình kết luận là bác đã đi tất cả là 230 mét. Đúng rồi. Vậy bác đã đi tất cả là 230 mét. Như vậy mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiểu bài, cái xong khích video thì kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 5. Một chiếc hộp có 5 khẻ cùng loại, mỗi khẻ được ghi một trong các số từ số 1 tới số 5. Hai khẻ khác nhau thì ghi hôi hai số khác nhau. Nhưng mình sẽ có khẻ từ số 1 tới số 5. Giúp ngẫu nhiên một khẻ trong hộp ghi lại số trên khẻ giúp được, giờ bỏ lại khẻ vào hộp. Sau 10 lần giúp khẻ liên tiếp, bạn Hà Linh có kết quả như sau. Lần giúp thứ 1 thì mình thấy khẻ số 3, số 5, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 5, 2. Hãy kiểm đếm số lần xuất hiện của khẻ số 3 và khẻ số 5 sau 10 lần giúp ngẫu nhiên. Giờ như vậy trước mình sẽ đếm xem khẻ số 3 xuất hiện bao nhiêu lần nhé. Như vậy câu này các em trả lời là như vậy là số lần xuất hiện khẻ số 3 lại là bao nhiêu lần mình sẽ đếm.
Đây là một lần, hai lần, ba lần, xuất hiện ba lần. Đúng rồi. Giờ mình kiểm tra hệ số 5 xuất hiện bao nhiêu lần. Đây là một lần, hai lần, ba lần. Như là hệ số 5 cũng xuất hiện ba lần luôn. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 5. Câu số 5 kem hiệu bạn. Các em xong hết video hẹn kem hiệu bạn. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 6. Quan sát biểu đồ sao và trả lời các câu hỏi. Tên của biểu đồ là tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua 30 năm. Như vậy là mình sẽ có các năm gồm có 1989 là tuổi thọ trung bình là 65. Đến năm 1999 tăng lên là 68, 2009 tăng lên 73 và 2019 tăng lên là 74. Đúng không? Câu A người ta hỏi là tuổi thọ trung bình của Việt Nam năm 1989 là bao nhiêu thì mình thấy là 65 tuổi. Đúng không? Nhưng mà trả lời câu A trước nha. Trả lời đi. Câu A trước đi. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 1989 là 65 tuổi, đúng không? Như vậy là câu A em trả lời là tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 1989 sẽ là 65 tuổi. Tiếp theo là câu B, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam 2019 là bao nhiêu thì mình thấy sẽ là 74 tuổi, đúng không? Như câu B em trả lời là tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2019 sẽ là 74 tuổi, đúng không? Câu C. Từ năm 1989 đến 2019 thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng bao nhiêu? Thì kem lấy số này trừ số này. Không, đúng không? Như ok, câu C kem trả lời là từ năm 1989 đến năm 2019. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng như vậy, đã tăng thêm là mình sẽ lấy 74 trừ cho 65 thì bằng 9, như vậy tăng thêm 9 tuổi, đúng giờ. Như là mình xong câu số 6. Câu số 6 kem hiệu bài, cái xong hết video hãy bị kem hiệu bài nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng nhiều hiệu bạn khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu chưa đăng ký kênh Hà Liêm, kênh xong đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm kém nhé.